mong cả nhà thông người ta thông cảm nha cho Điệp nha. Tại vì Điệp làm gì thấy bên kia tổ ông chào bá gì nè cả nhà. Cố lên gì các con, cố lên gì tụi nhỏ, kiếm kiếm tiền cho tụi nhỏ đi học, cố lên nhắn đi xíu bà rồi, cố lên đó rồi cả nhà. Vì các con, động lực của các con là nguồn sức mạnh vô biên của cha. Trở lại với kênh của Điệp, xin gửi lời chào cô chú anh chị các bạn mọi miền đất nước nha. Hôm nay cô chú nhìn thấy hình thù của Điệp ghê không? Giống như là mấy anh mà tặc găng mà đi rừng như vậy đó cả nhà ơi. Và các anh em đồng nghiệp ơi, hôm nay Điệp lọt xuống tới dùng ở dưới này là dùng Kiên Giang này, Điệp xuống tới với Cầu Đúc và quả lụ nha. Ba Hồ thì cách đây có khoảng chừng 5-6 cây số là tới. Thì hôm nay Điệp đi xuống đây lấy mật ong rừng mà Điệp đi săn ra, nếu mà có thì Điệp quay cho cả nhà và các anh em đồng nghiệp xem nha. Còn mà không có là cái mặt của Điệp buồn chắc, giống hệt như là mặt gì, cái mặt như mặt mà đưa đám ở ngoài bị thua như vậy đó nha cả nhà. Đó, cùng đồng hành với Điệp là cũng là cái bị đó hình thù là mà nghe nói là nè Điệp mang ủng nghe nó nghe cả nhà, nghe nói là ở đây dắt dữ lắm mà Điệp sợ lắm. Thì dùng ở dưới này là chỉ là bông tràm không à nghe anh em và cả nhà, bông tràm dưới khóm đây nè, đó cả nhà thấy không, khóm tại vì ở đây là khu Cầu Đúc thuộc ở Kiên Giang đó, khóm không à cả nhà. Đó. Nhà thấy không, Điệp sẽ lội băng qua cái khu vườn mép bên đó, tại Điệp thấy bên đó có tràm, có bông tràm, còn là cái khu này là tràm không à. Đó. Nè Điệp quay khóm cho cả nhà xem nè ha, đây đó cả nhà thấy không, khóm mà trái nhóc kho nó chân á. Bây giờ Điệp mời cả nhà cùng trải nghiệm nha. Điệp sẽ qua bên đó có tổ không, có tổ thì Điệp sẽ quay cho cả nhà và anh em cùng trải nghiệm xem nha. Cả nhà ơi, Điệp chơi một vố lớn luôn cả nhà ơi, cả nhà chờ Điệp nha. Bây giờ để Điệp làm tóc mong cả nhà thông người ta thông cảm nha cho Điệp nha. Tại vì Điệp làm gì thấy bên kia tổ ông chào bá gì nè cả nhà, mà không biết ở đây cái gì mà chó sủa nữa trời. Rồi giục cái đó ủng ở đây đi cả nhà ơi, không biết qua lấy không nữa. Giấu đi. Lội xong đi qua ở bên bển, thấy nó bự dữ lắm nha cả nhà. Ui má ơi, lạnh quá, lạnh cả nhà ơi. Cố lên vì các con, cố lên vì tụi nhỏ, kiếm tiền cho tụi nhỏ đi học, cố lên nhắn đi xíu bà rồi, cố lên đó rồi cả nhà. Vì các con, động lực của các con là nguồn sức mạnh vô biên của cha. Cái đường mòn xe nó chạy được mà không biết. Ôi, auto này có ai lấy chưa? Chết mẹ rồi. Buồn thiệt chứ. Quá trời tụi ông lớn rồi cả nhà ơi mà bị lấy rồi. Buồn thì chết cả nhà ơi. Mọi người tới bên đây hết biết chưa, ông lớn rồi cả nhà ơi. Cắt rồi kìa. Cục đen hồi lùi kìa cả nha. Nắng nó hồi chói nha. Đó. Điện thoại của Điệp gom lên không được, trời ơi. Cắt một con dao mà chừng 4-5 lít mặt hết cả nhà. Quá trời luôn rồi. Điệp coi có mặt không nha. Tụi ông lớn dữ lắm nha. Nó nghe cả nha. Tức thiệt chứ. Buồn thiệt chứ cả nhà ơi. Ở đây cũng có anh em lấy nữa. Ồ, cắt lằn mặt cho hết hồng dài luôn rồi cả nhà ơi. Quá trời. Ôi ôi, cắt lằn mặt. Hết nó nổi cái lằn mặt rồi cả nhà ơi. Ở da khóm không mà cả nhà ơi. Đi nó đau dồn quá. Ôi ôi, cắt lằn mặt khóm mà. Hình thù của Đẹp nè.
cái cả nhà nè. Đó. Quá mệt. Mệt thiệt chứ. Thôi bây giờ đẹp up video đi kiếm cả nhà ơi. Giờ lậu về bên bản một cái nữa nó mới đau nè. Lộ xong tiếp tục về bản cả nhà, qua khu vườn bên bản kiếm. Chắc ở đây cũng có người bắt nhưng mà hên xui. Bà cậu bá thương tình ấy. Mệt quá. Cả nhà ơi, và anh em đồng nghiệp ơi. Điệp cũng mới lọt vào cái khu rừng trong này nè. Nãy Điệp lội qua cái sông rồi. Giờ Điệp lội về rồi, Điệp cũng mặc đồ quần áo vô xong rồi giờ vô đây nói chuyện thoải mái luôn, la làng, la bới cũng không ai ấy cho nghe cả nhà. Tại vì Điệp nói là đất nào mà đất không có chủ, nhưng mà cái này là gọi là gừng gú á, mà như có đất cũng như của quốc gia hay là gì cái gì Điệp cũng không có rành nữa nha cả nhà. Nhưng mà Điệp cũng có thấy một số anh em ở dưới này, Điệp nãy giờ quay là Điệp đứng vòng tròn nha cả nhà. Gừng gú không à. Toàn là cây cổ thụ, cây lâu năm không à cả nhà. Đó, cái cây nè, cả nhà có rành nó nghiêng chiền nè, đã ghê không? Có tổ ong đóng biệt mị trên đó mà bị sư huynh nào cắt rồi ở trên rồi cả nhà ơi. Chân đầu tay chỉ có sắp trắng trên đó, đó bị sư huynh nào lẫm rồi đó. Giờ Điệp lội kiếm tiếp tục, khi nào gặp ổ rồi Điệp quay cho cả nhà anh em cùng trải nghiệm nha. Cái khu này là khu gừng gú không nha cả nhà. Mệt quá cả nhà anh em ơi, nãy giờ em Điệp gặp 3-4 sáp trắng đi luôn đó nha cả nhà. Điệp gặp sáp trắng nó nhiều lắm, anh em cũng cắt hết trơn rồi, lại tới đây cũng gặp anh em xử đi luôn rồi nè cả nhà ơi. Còn nhận cái tổ ong mà cắt cái cục mặt mà có một dao một rồi nghe cả nhà. Đó mà nó dài cái này nè, mặt trời nó hơi chá nó nghe nha. Nó dài khoảng 4 gan tay. Ủa bậy lộn, nó lộn. 2 gan tay là 4 tấc chứ nó nói gì chứ gì. Nó nóng lạnh đi luôn á cả nhà. Tay thì Điệp leo đi lên nữa không để ấy da. Để cả nhà chờ Điệp leo lên tí xíu nó nữa coi. Ấy da. Nó là khô quá nè. Ở nhà coi nè, cục mặt mà cắt cỡ cái này nè. Từ cái đầu ngoài này nó dài vô nè, còn cái mí ở ngoài này chút xíu nó nữa ngay nè, mà nó dài đi vô vậy đó. Tổ ong già đi luôn rồi nè, cà nha. Đó, cắt cục mặt thấy nóng lạnh không? Đó, ghê không? Trời ơi, trời quá trời luôn cả nhà ơi. Thôi giờ Điệp up video cà nha. Điệp chào cà nhà và anh em nha. Điệp phát hiện được tổ ong ngay kìa cà nhà. Đó, tổ ong gừng nó cũng to lắm. Điệp thấy cái đầu mặt nó bự bự rồi đó, mà không biết nó có mặt nhiều hay là ít. Tại vì ở đây tràm không à, mà tại sao mà không biết nữa, ở dưới miệt thứ Kiên Giang nghe cả nhà, sao mà có trồng cam nữa, rồi có cốc nữa, chắc là đâu phải nơi ở Cần Thơ trồng đâu, hay là những tỉnh khác đâu, đúng không cả nhà, cũng có tỉnh khác người ta trồng nữa nè, bởi vì thấy nó đóng trên cây cốc này nè cả nhà, đó, con đó, cũng bự lắm, giờ Điệp lên, Điệp kiếm tiền xăng dầu về nha cả nhà, chứ sáng giờ lội mệt quá, bị cắt hết trơn, lội qua xong bằng đuối như là con cá đuối luôn. Bữa nay Điệp khai dao con dao mới luôn nha cả nhà. Chơi không gặp mới luôn, con dao mới luôn. Nhà tụi ông rồi cả nhà. Đó cái cả nhà thấy không? Hết biết không? Ủa tôm khủng cả nhà ơi, bự lắm nha cả nhà ơi, bự dữ lắm nha. Để Điệp mở cái nón ra, Điệp quay cái nha cả nhà. Ôi trời, tôm khủng rồi cả nhà ơi, kìa. Ôi tôm khủng nha cả nhà. Đó, đây cả nhà thấy không, cái đầu mặt kìa nó bự đó. Hết biết tôm khủng rồi cả nhà ơi. Tháng này ong nó không dữ gì lắm, gió nữa. Đó, nó xuống rồi cả nhà ơi. Cho lẹ lên. Trời ơi, nó quẹt gì đâu á. Dầu sôi lửa bỏng mà gặp tình huống này chắc chết luôn cả nhà ơi, nó xuống rồi. Có quẹt này kỹ ta vậy đó, đó cả nhà, nhiều khi nó gấp nha. Trời ơi tức tôi á, con số anh em comment nó kêu đổ nhớt vô đây nè, rồi đổ dầu rồi tùm lum hết trơn á.
mà có cái Điệp đi Điệp đâu có chuẩn bị đâu cả nhà, thì đi tới đâu gặp xe dừa mình quấn đến đi đi đến đó thì đâu có chuẩn bị đâu. Quá trời có cả nhà ơi kìa, con khủng cả nhà ơi, ôi con khủng. Thôi thôi xuống tàu mặt coi sao rồi. Ủa cái nhà vô mắt là cái nhà quá trời rồi. Đúng là cái miệng Kiên Giang này nó cũng lớn ra cả nha. Ủa ông nó dữ quá trời cả nhà ơi. Tháng này sao kỳ vậy ta. Ông nó dữ quá trời cả nhà nha. Mất biết rồi. Cả nhà coi có cái bầu mặt nè. Biết không cà cả nhà. Nè. Đó, cả nhà thấy ghê không? Để Điệp gặp ba cái phấn hoa đi ra cái nè. Biết cái bộ mặt rồi cả nhà ơi, lắm nghe cả nhà. Ông tháng này hung quá cả nhà ơi. Nè cái bộ mặt nè, quá gì mà không cả nhà. Đó. Biết rồi, cái gọi của Điệp không hết rồi cả nhà ơi. Ông nó hung quá. Trời hết biết cái bầu mặt rồi. Ui ông nó quýnh. Nãy con có xin phép ông với bà rồi mà. Hết biết rồi cả nhà ơi, cái nè. Con còn phấn hoa không? Chỉnh phấn hoa cho nó sạch cái. Cái bộ mặt rồi cả nhà ơi, là vô mánh nha, vô mánh là cả nhà ơi, kiếm được tiền xăng về, tiền cổ về rồi được rồi cả nhà ơi. Bên đây còn phấn hoa nhiều quá trời ở cả nhà. Quá trời cái bộ mặt nó dài à. Bọc là chứa hết vừa luôn rồi cả nhà ơi. Ủa, hên là có cái bọc bự. Quá trời luôn. Quá trời cả nhà ơi, coi nè, mặt nè. Bự nè. Cái bọc này 10kg mà để nó giáp hết trơn nè. Đẹp lắm rồi nha cả nhà. Ôi ôi. Bầu mắt. Cả nhà ơi. Trời quá đắt rồi nè. Quá biết luôn rồi. Lâu lâu xuống như dùng Kiên Giang chinh phục nè cả nhà. Quá trời quá đắt rồi cái bộ mặt rồi. Nhiều lắm rồi cả nhà ơi. Còn phóng hoa nè cả nhà ơi, nhiều lắm. Mà cái mé mép ở bên đây để được chỉnh cái nha cả nhà. Nhiều lắm cái bộ mặt rồi. Chỉnh cả nhà cả nhà. Quá trời phấn hoa rồi. Quá im mà cả nhà ơi. Có ông khủng. Cả nhà, hết biết cục mặt không?
xuống cả nhà ơi. Đây linh tinh linh ta hoài. Lâu lâu xuống dưới vùng Kiên Giang miệt thứ dưới này vô mánh là nha cả nhà. Công nhận thiệt chứ. Thật biết cục bằng ông là mấy mấy khoảng dài tầm dài lít nha cả nhà. Anh em. Chịu lắm bự nha. Nè. Nặng chịu chịu á. Cái cục xe dừa hết trơn rồi ngồi trên này tàu lao mía lao nữa. Quá im mà cả nhà ơi. Phải điệp chỉnh pháo hoa làm kỹ nha, nha anh em. Xuống cả nhà ơi. Ui da nóng. Hết trơn rồi. Quýnh tại chân là trời ơi. Hết trời quá đắt rồi. Lội ngang cái quần ướt nhẹp rồi. Bỏ cái quần kia vô trong cái ba lô luôn rồi. Cái da nóng. Ủa nè. Quá trời luôn rồi. Tại cái sáp trắng nha cả nhà. Thôi mình đụm cái này mình giục đi cả nhà. Trời quá đắt rồi. Ông quá trời luôn rồi cả nhà. Đụm giục cả nhà. Đây tháng 2 nè. Cái anh kia ảnh kêu lấy về cho nó cho ảnh để đi đợi nó bây giờ ngồi đại ở đây luôn cả nhà này. Ông thành quả thì cả nhà cũng thấy rồi đó. Tầm giá cũng dài lít nè cả nhà. Thôi đẹp trai xin gửi lời chúc đến cô dì chú bác anh chị á, xin clip được luôn luôn dạng thông thương nha. Cho xin đẹp xin một like đăng ký kênh nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.